Hello mọi người, hôm nay mời mọi người cùng làm siro khóm để uống trà khóm với mình nha. Công thức hôm nay mình có hai trái khóm là khoảng 1 ký á mọi người. Mình dùng nửa ký đường, mình sẽ trích ra một vá để tạo màu caramel nha mọi người. Sau khi đường đã chuyển sang màu caramel rồi thì mình sẽ cho từ từ 1 lít nước vào. Đợi nước sôi lăn tăn thì mình sẽ cho đường vào. Nấu cho đến khi nước sôi bừng lên thì mình sẽ cho khóm vào nha mọi người. Khóm mọi người lên lựa trái chín vừa, không quá xanh cũng không quá chín mềm. Như vậy khóm mình làm sẽ có độ chua ngọt vừa phải và khi nấu vẫn giữ được độ giòn rất là ngon. Sau khi cho khóm vào nồi, mình sẽ nấu với lửa vừa cho đến khi sôi bừng lại thì mình sẽ vớt khóm ra nha mọi người. Mình sẽ vớt khóm ra một cái rổ để cho nó ráo bớt nước nha mọi người. Mình dặm thêm xíu muối vào trong nồi nước khóm, sau đó mình sẽ tiếp tục nấu tầm khoảng 10 đến 15 phút thì mình sẽ tắt bếp để cho nước thật nguội rồi mình sẽ cho vào trong keo để bảo quản. Mình dùng một cái rây lược để lược bỏ cặn thừa nha mọi người. Mọi người nên dùng keo thủy tinh sẽ bảo quản tốt hơn keo nhựa nha. Rồi giờ mình sẽ cho vào trong ngăn mát tủ lạnh và để qua đêm. Mình sẽ ủ 20g trà lài với 1 lít nước sôi tầm khoảng 30 phút nha mọi người. Ủ xong thì mình sẽ lược bỏ bã trà, sau đó mình sẽ cho 1 ký đá vào nha. Khuấy đều cho đến khi đá viên tan hoàn toàn nha mọi người. Rồi mình cũng bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh tương tự như siro khóm nha mọi người. Công thức để pha 1 ly trà khóm mình có để trên màn hình, mọi người xem giúp mình nha. Nhớ là điều chỉnh gia giảm cho phù hợp với khẩu vị của bản thân mình nha. Trà khóm uống để giải nhiệt, giải khát mùa hè rất là hiệu quả luôn á mọi người. Nếu ai muốn kinh doanh món trà khóm thì có thể tham khảo cách làm của mình nha. Cứ điều chỉnh gia giảm cho phù hợp với khẩu vị và ý thích của mình là được. Siro khóm mọi người bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh được khoảng 3 đến 4 tháng lận đó mọi người. Ở quê mình đặc sản là khóm mà, cho nên là cứ làm vô tư thôi. Khóm làm được rất là nhiều món ăn ngon luôn á mọi người. Hôm nào mình sẽ chia sẻ thêm về cách làm những món ăn liên quan đến khóm nha. Nếu mọi người lười đổ rau câu giống như mình thì có thể tìm mua rau câu giòn 3Q để dùng uống trà sữa, mọi người cũng rất là ngon.